xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Sài Gòn bây giờ là 9:50, nhiệt độ bên ngoài là 31 độ C. Trời rất là nóng nha bà con. Ba Michael đang có mặt ở đây là bến xe miền Tây nè bà con. Sáng nay mời bà con của bác cùng với ba Michael lên đường để đi dạo Sài Gòn. Đây là bến xe miền Tây. Cái cổng này là cổng xe vô nè bà con. Đây là cái nhà để xe nè. Ai mà muốn đi về miền Tây mà đi xe buýt á, mình ra đây cái mình để xe. Đây là phòng bán vé. Bến xe bây giờ nhộn nhịp ghê mà con. Đây là cái cổng số 2 nè. Khu vực bán vé nè bà con. Cái tòa nhà này, cái nhà này là hồi xưa là nó giữ lại y nguyên trước năm 75 luôn rồi đó. Là cái nhà này nè. Không thay đổi nha bà con. Bên đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh công cộng. Rồi cổng này là cổng số 1, là cổng ra. Bên tay phải ba Michael đây là ngôi chợ An Lạc. Thì xin thưa bà con, bác sáng hôm nay ba Michael có đọc một cái tin tức ở trên tờ báo á, thấy cũng lạ lạ vui vui. Là tờ báo này là phản ánh cái việc mà giống như là những cái chợ như là chợ Bình Tây nè, chợ Bà Chiểu nè, chợ Gò Vấp nè, là bây giờ là các tiểu thương bây giờ là đóng cửa rồi. Nói chung là thấy cũng ghê lắm bà con, có nghĩa là đi vô mà như vắng tanh, hàng hóa đầy ắp nhưng mà không có thấy khách hàng mua đâu hết trơn luôn. Đặc biệt là ngôi chợ Bình Tây nè bà con. Giờ để ba Michael chở bà con bắt ra chợ Bình Tây xem thử rồi là sao nha. Ngộ lắm, người ta hỏi giờ giờ khách hàng, khách mua hàng bây giờ đi đâu hết, mất hết trơn rồi. Con đường này là con đường Kinh Dương Vương, hồi xưa con đường này mang tên là đường quốc lộ số 4. Trước mặt bà con ở Bắc đó là mũi tàu Phú Lâm đó bà con. Đây là bên tay phải là đường An Dương Vương nè, đi về Rạch Cát, đi thẳng luôn là đường Hậu Giang, đi lên cầu Hậu Giang. Giờ ba Michael về trái, tới đây là hết đoạn đường quốc lộ số 4 rồi bà. Hồi xưa quốc lộ số 4 là bắt đầu từ ngay chỗ mũi tàu Phú Lâm này. Đây là tuyến xe buýt Long An Chợ Lớn nè, đi về như là tới tới Tân An luôn phải, bến xe Long An, đi về bến xe Long An. Bên tay trái này đường Rạch Cát đi về Bà Điểm đó bà con. Còn cái khu công viên này nữa là hồi xưa đó là bãi rác của Mỹ á, bây giờ nó là công viên Phú Lâm. Rồi khi mà mình vô cái con đường này là bây giờ là 225 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6. Thì xin thưa bà con bác, nơi đây cái con đường này thì hồi đó nó là con đường này nó mang tên là con đường Lục Tỉnh. Đây là cuối đường Lục Tỉnh đó bà con. Bên kia, bên trong cái công viên Phú Lâm này nè bà con, là bây giờ là còn mấy cái tượng như là tượng Lê Lợi nè, tượng Trần Nguyên Hãn á, đó là để trong công viên Phú Lâm này. Còn bên tay phải ba Michael đây có một cái ngôi trường nè, trường này là trường cao đẳng giao thông vận tải trung ương 6. Thì xin đỡ bà con cô bác, cái ngôi trường này thì
trước năm 75 á, nó là trường kỹ thuật Dương Trọng Minh. Rồi bên tay phải này có một cái công ty Lixin được không? Công ty Lixin này hồi xưa đó là hãng khô cá mặn. À đây là hãng làm khô cá nè. Rồi ở đây là Giáng Tiên nè, đây là hồ tắm Phú Lâm. Rồi nhìn xéo góc ở bên đây nè bà con, hồi đó đây là căn cứ Đài Radar. Đây là đài cấp tuyến Phú Lâm á, là nằm đây. À nơi đây là nơi mà quân đội Mỹ thường để liên lạc với tòa Bạch Tốc là trong đây nè. Đó cái con đường đó là con đường dẫn vô bà con. Trước năm 75 là phải vô cái con đường đó đó. Rồi cái chỗ mắt đồ này hồi xưa đó là cái ao rau muống. Đây phải này là Thịnh Xá Lộc Quyển nè. Rồi con đường bên đây nè bà con là con đường đi vô cư xá Phú Lâm B á. Cư xá Phú Lâm A nè. Rồi hồi xưa bên tay phải ba mươi gò này, cái chỗ chiếc xe hơi này đang đậu nè bà. Ủa không phải, ở dưới rồi, vậy là 30 cầu chạy qua rồi. Hồi đó đây có cái chùa Hai Con Rồng Vàng. Rồi bên tay trái này là chùa Hòa Đồng Tôn Giáo nè. Hồi đó có cái tháp Hòa Đồng Tôn Giáo. Nắng ghê luôn bà con. Nhiệt độ bây giờ là 31 độ C. Là khoảng 88 độ F đó bà con. Đây là ngã tư Phú Lâm, quận Bình Phú Lâm nè. Ở đó bên tay trái và mấy cầu đây là trước mặt bà con bác đó là chợ gạo Phú Lâm. Con đường bên đây là đường Nguyễn Văn Luôn. Con đường Nguyễn Văn Luôn này là xin thưa bà con bác hồi xưa đó là đường Thiệu Trị. Còn cái khu này là khu biệt thự nè. Đây ở đó cũng có nhà nè. Rồi bên đây là trường này, trường Mạnh Chi nè bà. Rồi cầu này là cầu Ông Buông. Trước năm 75 á, thì cái cầu này người ta gọi là cầu Phú Lâm. Bên tay phải này có cái dầu công nghiệp OBC nè bà con. Đây là bắt qua có con rạch Ông Buông. Hồi xưa cái cây cầu này nó thúi đó. Rác đến tùm lum á, đóng rác lại luôn đó bà con. Rồi bây giờ người ta cải tạo rồi ta làm lại cũng ngon lành rồi. Đường này là đường Hoàng Lê Kha nè. Con đường Hoàng Lê Kha này là xin thưa bà con cô bác hồi xưa đó là bến Phú Lâm.
đường Bạc Ký nè. Chùa này là chùa Tuyền Lâm nè. À, đây là chùa Tuyền Lâm. Bên kia là chùa Quế Lâm. Ở đây người ta gọi đó là bùng binh cây gõ. Xin thưa bà con có bác, bùng binh cây gõ này hồi xưa có tượng Lê Lợi. À, ông Lê Lợi này là đức thánh tổ của địa cương quân và nghĩa quân. À, bên kia là chùa Quế Lâm. Chùa Quế Lâm này hồi xưa trước năm 75 là có một cái trường. Nó giống như là cái trường, nó giống như cái trường Bồ Đề ấy bà con, chuyên dạy cắt mây tiêu thùa gì ở đây. Rồi, đây là bùng binh cây gõ. Ở đó nó còn có tên gọi là công trường Duy Linh đó bà con. Rồi, đường này đường Minh Phụng nè. Hẹo qua đây. Cái trường này bây giờ đổi tên là trường Nguyễn Đức Cảnh. Xin thưa bà con bác, cái trường này trước năm 75 gọi là trường Minh Phụng. Và ở đây phải này là vô đình Phú Lâm nè. À, đường này là Hoàng Lê Kha nè, đó đây là cái bến Phú Lâm đây nè. À, đây có một cái cây cầu cây gõ nằm ngay tại đây luôn nè bà con. Đó, cây cầu cây gõ xưa nằm đây nè. À, nằm ngay đây luôn, mình mới đi qua cây cầu cây gõ đó, giờ là cầu cây gõ không còn nữa rồi. Con đường này đường Lê Quang Sung nè. Giờ ba mình rồi chở bà con bác đi dạo vòng chợ lớn. À, Lâm Phát Ký nè. À, đây là làm sắt, người ta vuốt giũa mấy cái cây sắt này bà con bác biết là người ta làm gì mà con, làm móng đó bà con. À, à, con đường ba mấy cầu đang đi là đường Lê Quang Sung. Đó, bên tay trái ba Michael có cặp là có cái dòng sông nha bà con. Con sông nó bắt đường từ con trên Nhiêu Lộc luôn á. Nó qua con trên Bao Ngạn. Nó kéo dài về tới đây luôn nè. Bây giờ hầu như quán cà phê nào cũng bán cà phê muối hết, ghê gớm thiệt. À, đây là Quỳnh Nga, Quỳnh Gia, cái cửa hàng Quỳnh Gia này bà con bán quay heo quay nè. Đây là một trong những cửa hàng mà tài trợ cho các đoàn lương sư rồng lớn dữ dội lắm nha bà con. Tại vì mỗi lần ba mẹ cô đi coi mấy cái đoàn lương sư rồng á, ba mẹ cô thấy có một cái đoàn mặc áo của cửa hàng Quỳnh Gia nè. Lê Quang Sung. Con đường Lê Quang Sung này hồi xưa là đường Trương Tấn Bủ nha bà con. À, mình qua đây là đường Mai Xuân Thưởng. Giờ để bà Michael quay cho bà con bác xem tình hình của chợ Bình Tây nha. À, xem coi sao báo chí nói rằng là bà con của chợ Bình Tây giờ là than khóc như mưa luôn bà con. À, ế ẩm. Rồi dân
ba mẹ còn xem mấy tấm hình đó, trời ơi gì đâu mà nó trắng 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 quay mà đóng cửa hàng sang sạp tùm lum luôn, ghê gớm luôn á, nó thê thảm lắm. À. Rồi bà con bác nói giờ gì nhìn cảnh ảm đạm, hồi xưa á là có khách du lịch nè, vào đến ngày những cái ngày cuối tuần đó là đoàn khách du lịch thì tùm lum hết. Trong bây giờ là coi như không có khách du lịch luôn, không có người mua hàng luôn, không biết là giờ khách hàng đi đâu mất tiêu hết trơn luôn. À. Cà phê muối chú Long bây giờ bà con có thấy không, được thời đó, hồi xưa bán cái tiệm nhỏ xíu đằng kia kìa, giờ bon là nguyên cái nhà luôn, thuê nguyên cái nhà luôn, bà con có thấy ghê chưa? À, con người ta có thời đó. Ở Sài Gòn này có phố đi bộ, còn ở chợ lớn này có ngay đây nè. À. Thời nhân viên quá trời luôn rồi ha. Đây là đường Mai Xuân Thưởng. Mai Xuân Thưởng này là xưa là chợ rau củ quả đó bà con. Đây là đường Cao Văn Lầu rồi không? Đường này hồi xưa tên là đường Lê Quang Hiền. Ở đây là đường Phạm Đình Hổ. Phạm Đình Hổ này mình mà quẹo tay phải nè bà con. Là hồi xưa có một cái cầu. Cái cầu này người ta gọi là cầu Phạm Đình Hổ. Đây nè bà con. À. Rồi con đường này là đường Nguyễn Xuân Phụng nè. À, giờ mời bà con cô bác cùng với ba Michael đi dạo chợ Bình Tây nha. Cái dãy nhà bên tay trái này là xưa là ông Quách Đàm ông xin chính phủ cho ông kinh doanh nè. Cái mặt bên đó là cái mặt của chợ Bình Tây đó con. Những cái dãy nhà như thế này là để cho ông Quách Đàm ông kinh doanh, rồi ông xây cho chính phủ cái chợ Bình Tây luôn. À, bà con bác thấy không? À, cái này là gọi là gì ta? Quản lý thị trường đi dọn dẹp nè. Đó, bà con bác xem. À, dọn dẹp, hốt sạch. À, có quản lý thị trường vô là ngon lành lắm. Chưa đường cho người ta chạy. Cái chợ Bình Tây ngay đây nè, là đây là cái tâm điểm của báo chí sáng ngày hôm nay nè, khách đi đâu mất hết trơn à, giờ tại sao không hiểu sao khách mua hàng giờ đâu mất tiêu à, ôi trời ơi. Con đường thì nhỏ mà hai bà con bác thấy xe tải chạy không nè, bà con bác nhìn ngay cái này nè, mọi người ta xe tải mà chạy vô được thấy hay ghê không, ôi trời ơi. Chà, đường ổ gà khó chạy quá. Rồi, đây là chợ khô. À, đây là chợ khô nha bà con, bán đồ khô. Chợ này thì bà con bác thấy hôm nay bà mày cầu cố tình đi lúc 10 giờ nè. Để cho bà con bác xem. Chứ đi mà đi tầm 7-8 giờ là tên ấy, ở đây chợ này là ngồi chơi xe nước không à, ăn sáng. Nhưng mà tầm này là bắt đầu là tầm bắt đầu là chợ hoạt động nè. Đó, người ta đóng hàng người ta đem về nè. Đó, ba mấy cậu đi quay thực tế cho bà con các bác xem luôn. À. Thì bà con các bác xem là cảm nhận nha. À. Rồi quay giờ quay mặt trước nè. Cũng là chợ khô luôn. Đây bà con bác thấy không, xe đậu quá trời nè, gửi xe cũng quá trời nè. Đó, nhưng mà ba mày cậu thấy các xe đầy quá trời.
Dân người ta cũng đóng hàng đi liên tục nè, ha, xe đậu quá trời nè, đó không đó. Nhưng mà bên trong thì tình hình là buôn bán thấy ế ẩm nha, à, thấy ngồi thấy hàng hóa thì nhiều quá đó, đang xách hàng vô nữa kìa. Ở đây bà con quá nhìn được xem bên trong. À, đó, cái chợ Bình Tây này là than ế trên báo nè. Không hiểu là những người mua hàng đi đâu mất hết trơn à. Không biết bà con cô bác có ai biết được không? À, giờ báo này đặt câu hỏi là tại là người mua hàng đi đâu hết trơn rồi. Và trong khi hàng hóa người ta nhập về nhiều lắm nha bà con. À, câu hỏi này ba Michael cũng không biết trả lời. Cách mua hàng đâu hết trơn rồi. À, đây là có bún riêu nè. À, có hàng hóa nhiều lắm nha bà con, hàng khô cũng về nè, nhiều lắm. Bà con cô bác thấy không, nhập hàng hàng nhiều lắm, hàng chiếc xe kia bự qua cho nên là nguyên cái này là phải gỡ mấy cái bạc mấy tre giả chiến thôi bà con. Hết trời, bà con bắt nguyên chiếc xe kia kìa, trời ơi chất hàng chở cao như núi, khiếp không? Rồi bà con thấy khiếp đảm không, hàng mà chở kiểu đó đó, ôi ôi khủng khiếp. Để chiếc xe này đi vô là nguyên cái vàng này là phải hạ mấy cái này xuống. Lấy cốc tỏi. Em tập tiếp để đi ra đi mua cái kia. Quay làm YouTube. Con đường này con đường bến Nguyễn Văn Thành nè, đó bà con bác thấy không? Bà con có bác biết tại sao cái ông đó mà hỏi ba mày cầu quay chi không? Tại vì cái xe đó là coi như là chạy sai luật đó bà con. Hàng kia cao như núi vậy đó. Mà ba mày cầu không có quay cái biển số cho nên chắc cũng sao. Rồi con đường này đường Chu Văn An nè bà con. À, rồi bà con quá thấy không, sáng sớm xe chở hàng nhập hàng quá trời luôn nè. À, mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.